hôm nay nhâm đại châu gặp nòng mày mà bọn nó đi đi chụp lại con thuyền châu sát ra rú sát đi hàng nòng riêng ở bạc bảy phần tại vì nấu rú trung sĩ đam chán đi cho về nấu cho chán phần tại vì riêng ở lụt như này anh ấy ở kháng mụ xa đó phụ mày bằng phố thật gì nhưng mà thật lành ở phía xa prae rụ thật lành ở đi thủy à xong thủy này từng thơ mò đó người ta phía mới thích xa ạt bằng thơ mò này tao mới dưng tao mới chất bằng đằng thảo về xa ạt anh đi về anh lớn nó về bắt ở cặp bù rồi đấy xa này dưng cho mà không nằm đằng thà thom hay sạch vì dương mơ bị cáo hình tù vậy sạch bè rụ đi anh đi kìa bông chô chô yeah. Sạch bè rụ nắng vậy đó ở đầu miên ở thuê này cứ cái đá thơm mò nâng mà cái kìa đá thơm mò bài kìa mình thấy trong thuê này vì bạc bài ấy sát nít à khi nhà mộ ghế vì sự tôm rồi hờ mà nhôm nhôm ngon mùi hay là vậy bạn nữa smell đỏ là lơ cặp bù sát rất là smell à ớt đằng thả smell nó cứ miên crop bụi mà bị lơ đằng thẹn mà vậy nhưng mà dù cứ ở dù là sơ bà đằng bố mẹ mong bọn đọc hiện đằng thả bà sát smell đỏ lơ bà sát đằng mà bị vậy chăm chui không muốn ra phong cứ như mọi điều mà sao đứng đang phục bị đầy vậy tung sam sai sầm mày đấy tại nào miền ở smart đó bị smart đó chán này sầm bay gặp pu bị sát ah mỏ còn miền ở vậy còn miền smart đó đấy anh đang thà smart đang việt tàu lư đang crop smart đang thà đâu ở lư gặp pu sát đang dòng vậy nhưng mà chưa rồi và tại nè như tao sẽ bổ miên trong cùng một phê đấy nè rồi có crop nâng thẹn mà về lấy mấy ăn dồi